Tay xin chào tất cả mọi người nha, rất vui được gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo của Tay. Sáng hôm nay Tay phải lên đồng để đi dòng trâu dòng bò cho mẹ, sau đó Tay sẽ vào đống suối để đi bắt cái con cua đá. Với lại Tay tranh thủ là đi qua chỗ cây dưa đất bữa trước để xem nó còn trái hay là không. Tay vừa mới đi vào đồng suối thì cảnh đồng suối chỗ tay rất là đẹp, thì tay đi khoảng một đoạn thôi. Thường thường ban ngày thì cua nó sẽ ra ngoài nó ăn, nó không có nằm ở trong hang. Tay lật mấy chỗ nhưng mà không thấy con cua nào cả. Cua nó nằm trong hang là khi ban đêm nó mới nằm nha, còn ban ngày nó ra ngoài nó ăn nhiều lắm. Tay bắt thường là gặp ở bên ngoài không à. Phía trước mặt của tay có một con cua nhỏ nhỏ. Con cua rất là nhỏ nha, nhưng mà tay cũng bắt luôn. Phía trước này có một con cua nha. Để tôi cầm cái càng lại cho không nó cắn đau lắm đó mọi người. Con này thì cũng hơi nhỏ, không được lớn lắm. Cái này có một con đang ăn nha. Hình như con này nó bị gãy mấy chân rồi mọi người. Nó còn một cái càng với lại nem cái chân thì phải. Phía trong như này có một con này. Để tay cầm cái càng đó. Từ từ tay cầm cái càng lại cho nó cắn. Khi bắt cua mình phải cầm cái càng lại nha, chứ không là nó cắn đau gớm lắm mọi người. Này có một câu nha. Nhưng mà con này nó cũng còn một cái càng mà người. Chân này nó còn đủ nhưng mà nó mất một cái càng rồi thì phải. Ở phía trước chỗ tay có một câu nha. Con này cũng hơi to mọi người. Khi nãy giờ tay bắt được 5 số con nhưng mà con này là bự nhất ở đây. Phía trước có một con rất là bự nha. Để tay cầm cái càng lại chứ không nó cắn là cháy luôn, con này rất là bự nha. Mọi người nhìn cái càng của nó dễ sợ chưa. Mày tay cầm lại chứ không nó cắn đầu gúm lắm. Ở phía trước mặt của tay có một con cua đang đi ăn. Khi sáng giờ tay bắt thì toàn cua đi ăn không à. Phía trước này có một con nha. Tay bắt toàn là những con cua đi ăn không. Khi sáng đến giờ tay đi bắt được mười mấy con cua thì tay đi mất khoảng một tiếng đồng hồ. Những cái đoạn mà tay không bắt cua được tay sẽ cắt bỏ đi, tay để là những cái đoạn phim mà tay bắt cua được thôi. Thì bây giờ cũng khá là trưa rồi nên tay phải tranh thủ qua chỗ cây dâu đất bữa trước xem còn trái hay là không. Thì hôm trước tay có quay một cái video về đi hái trái cây rừng, thì tay có quay cái cây dâu đất thì lúc đấy nó chưa chín, bữa nay thì nó đang vào mùa chín cũng rất là nhiều rồi. Thì hôm nay tay tính là vào hái một ít về để ăn. Tay vừa mới đến cây dưa đất bữa trước mà tay có quay cho mọi người xem á. Bữa trước thì trái rất là nhiều, nhưng mà bây giờ ai hái hết rồi thì phải. Như có người nào đó đã hái hết rồi thì phải. Chỉ còn có một số chùm thôi mọi người.
Bên trong hình như không có tựa, nó chỉ có mình cái vỏ không thôi. Hồi trước tay vào quay thì rất là nhiều, mọi người nhìn từ đất lên tới ngạo thì không còn một chùm nào luôn, nó chỉ còn một số chùm, một số trái thì nó bị hư rồi, nó không có nước. Tay vừa xuống chỗ bìa rừng bên này thì thấy một cây bưởi, đây là cây bưởi rừng nhưng mà không biết có chín hay là không, để tay xuống xem thử. Ở phía trên thì có một số trái, có một số cái nó mới ra nữa. Trái thì cái da rất là cứng luôn, ta nghĩ là nó sẽ chín rồi. Bây giờ ta sẽ cắt thử ra như thế nào nha. Bây giờ ta sẽ cắt thử ra nha. Thì cái vỏ rất là cứng thì ta nghĩ là nó sẽ chín rồi. Ngửi mùi rất là thơm nhưng mà không biết có chín hay không. Bữa nó chín rồi mọi người, rất là ngọt. Tôi xin mời tất cả mọi người nha. Cái bưởi rừng ở trong cái tựa nó nước rất là nhiều luôn. Ở bên ngoài cái tiếng xe nó đi rất là ồn thì mong mọi người thông cảm nha. Nó đi chở đất chở gì đó. Khi nãy tay hái nhưng mà chỉ có 2-3 trái chín thôi, còn lại nó còn non nao, với lại nó mới ra nữa. Nói chung là sáng nay tay vào rừng nhưng mà hái vô đất nhưng mà không được, may mà có mấy trái bưởi này chứ không là đấu nhai răng rồi. Thì có lẽ video của Tay sẽ kết thúc ở đây nha. Thì nếu mọi người thích video của Tay đừng quên là cho Tay một like, một lượt chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tay có cái động lực. Thì Tay làm ra nhiều video hơn nữa cho mọi người xem. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.